con muỗi bay qua đây. Áo chặt hết rồi, mấy hôm nữa bố xong rồi mua thêm áo cho con nhé. Xì hơi sắp kỹ bán vị. Mình phải bê cao cái bình lên, uống sữa nó không ra. Đó, đúng rồi. Đúng rồi, con phải dốc ngược bình sữa lên thì sữa nó mới chảy vào được. Đúng rồi. Đúng rồi, phải bê lên như thế. Phải nghiêng mình sữa cao lên. Sữa mẹ vẫn là nhất. Ngon nhất. Ngon quá, ngon quá. Ngon quá, ngon quá. Ô, thế này là con hít phải hơi đấy. Nó sặc nhá. Con cầm mình sữa cao lên. Để mình sữa dễ. Cầm ngang này sữa không vào.